bí ẩn đằng sau những trải bài Tarot. Hôm nay thứ bảy, mình chia sẻ cho các bạn tại sao mình đến với Tarot để cho các bạn hiểu hơn về bài Tarot. Thật ra trước đây khoảng chừng 8 tháng mình không biết về cái này đâu các bạn. Nhưng vô tình không biết sao, thôi thúc mình mua một bộ bài Tarot về và mình tập xem, cuối cùng tự nhiên biết xem luôn, không biết tại sao luôn. Thì sau này qua tìm hiểu, mình biết được là sau 30 tuổi á, mình sẽ có năng lượng là mình tiên tri, chữa lành, truyền cảm hứng. Mà cái này nó ghi ở trong phần chiêm tinh học và lá số tử vi của mình luôn. Lúc trước hoàn toàn không bao giờ mình có khái niệm về chuyện này hết. Bản thân học kinh tế ra, đi làm công chức ngành hải quan, làm cán bộ các bạn. Tiếp đến là sang Mỹ học tiếp về truyền thông, cuối cùng lại xem Tarot, nó trớt ơi là trớt luôn. Sau này mình phát hiện cái lý do mình xem Tarot là bởi vì có một giai đoạn mình bị rất là buồn, đêm đen tâm hồn á, và có một trải bài Tarot mình xem tự nhiên nó bừng tỉnh mình luôn. Con người mình là cái người tò mò mà, do đó mình tìm hiểu tại sao Tarot nó lại cho mình thay đổi như vậy. Thật ra Tarot nó giống như một tấm gương phản chiếu những cái gì đang suy nghĩ, khúc mắc, giấc mơ và tưởng tượng của mình. Đôi khi mình không có nhận ra, qua những trải bài Tarot, qua những tờ Tarot, lá Tarot vậy á, mình thấy được cái tấm gương đó rõ ràng hơn. Mà cái này phải là tùy cái người đọc bài nha. Bởi vì cái người đọc bài đưa bạn tầm bậy là bạn sẽ đi tầm bậy luôn. Do đó cái người đọc bài sẽ giúp bạn phân tích cái vấn đề bạn đang gặp phải, giúp bạn có một cái tầm nhìn xa và rộng hơn rất là nhiều. Và tất cả những lá bài Tarot nó không có đúng hay là sai, hoặc là nó tiêu cực. Tất cả những lá bài đều có thông điệp tích cực trong cái đau khổ tổn thương hết đó. Nó giúp chúng ta thấy được ánh sáng và chúng ta nương theo cái ánh sáng đó, chúng ta thoát ra ngoài, chúng ta sẽ thay đổi. Dù tốt hay xấu gì đó, tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào chính bạn mà thôi. Bởi vì bên châu Á của mình á, người ta hay xem bói qua cách là tướng số, chỉ tay. Tuy nhiên bài Tarot nó lại mang đúng tinh thần của cái quốc gia phương Tây, là thiên về đạo của bên Thiên Chúa Giáo nhiều hơn. Tức là sẽ lấy mình làm trọng tâm, lấy bản thân con người mình làm trọng tâm. Mình chính là cái vũ trụ, mình chính là cái tiểu vũ trụ. Mỗi người sẽ có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, và chúng ta sinh ra để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Thì sứ mệnh bản thân mình là gì? Là mình xem bài Tarot về tâm linh, tại vì chỉ số linh hồn của mình là 11. Thông qua cái lá bài vậy á, bạn có thể khám phá bản thân của mình. Từ đó bạn sẽ có phương hướng lựa chọn cho dự định sau này của bạn. Nó hay lắm các bạn. Nó là một cả một câu chuyện về triết lý, về cuộc sống cực kỳ đặc biệt. Mình thích là thích vậy á. Nó khoa học vô cùng, nó triết học vô cùng, thâm sâu lắm kìa. Và bạn đừng có nghĩ xem Tarot một cái gì đó nó ghê gớm lắm, không có đâu. Đơn giản là sao? Mình tin vào trực giác của mình, mình lắng nghe tiếng nói trong đầu của mình, và mình không bị ảnh hưởng bởi các bạn. Thật ra mình xem cho các bạn vậy, chứ trải bài mình không có nhớ gì hết. Mình xem đúng cái năng lượng đó xong mình quên. Và từ những cái dẫn chứng khoa học đàng hoàng mình đưa ra mình nói, chứ mình không có nói tầm bậy tầm bạ. Do đó các bạn yên tâm đi, mình là người có nghiên cứu và mình thích những cái gì mới. Bản thân đọc sách cũng rất là nhiều. Và đương nhiên lá bài Tarot nó phải như thế nào nó mới thôi thúc mình. Một người học kinh tế, một người từng làm trong nhà nước mà lại yêu thích cái môn này, nó hay lắm các bạn. Và mình làm cái này vì đam mê, chứ không phải là mình làm gì là mình kiếm tiền hay là mình cái gì đó. Bản thân mình cảm thấy là mình thích thực sự, mình có cảm xúc. Nhiều lúc mình học bài mình khóc luôn, không biết tại sao luôn. Bởi vì có gì đó mình muốn mọi người cảm nhận lá bài, cảm nhận những thứ mình chia sẻ và phân tích cho các bạn, để bạn nhận ra rằng mình cũng là một cái thế giới của bạn, mà chính bạn cũng là thế giới trong mình. Đơn giản chúng ta là cùng xuất hiện ở đây, chúng ta hoàn thành sứ mệnh của mỗi người. Mình làm sao mình giúp đỡ cho nhiều người có thể khám phá ra được năng lượng của bản thân còn ẩn giấu bên trong mình đó. Nhưng mà cái lá bài Tarot nó sẽ giúp cho bạn thấy cuộc sống mình cơ hội nè, tươi sáng lắm. Bởi vì nó là con đường giúp chúng ta đạt được. Bạn có biết là
bài Tarot nó xuất xứ từ đâu không? Nó xuất xứ từ Ai Cập. Chữ ta nó chính là con đường, chữ rốt chính là hoàng gia. Ta rốt chính là con đường hoàng gia, là con đường lớn nhất, con đường vĩ đại nhất trong cuộc hành trình tâm linh của mỗi người. Nhiều người nói Tarot mê tín, Tarot không khoa học. Không có các bạn. Bạn để ý đi, những tờ báo lớn, những tạp chí lớn trên toàn thế giới, những trang website lớn nhất, họ đều đem mục Tarot vào trong cái phần chuyên mục cho độc giả hết. Thì theo bạn nghĩ, những người đó người ta ngu, người ta không phải nhà khoa học à? Và mình cũng xin thưa với các bạn rằng, mỗi bộ bài Tarot vậy á, chính là một tiến sĩ, một giáo sư, một nhà tâm lý học, một nhà tỉnh thức viết ra cho bộ bài đó. Chứ không đơn thuần là cái hình đâu các bạn. Sau cái hình đó, nó là một cả một câu chuyện vĩ đại của con người. Nó được khai thác triệt để luôn. Mà dựa vào kiến thức nguyên bác của những giáo sư tiến sĩ này viết ra. Trời ơi, mình khâm phục lắm kìa. Nhiều khi mình đọc bài mình rỡn ra gà luôn á. Tại vì sao? Tại vì nó rất là hay. Nó thâm sâu, vi diệu vô cùng luôn. Và các bạn có biết không? Bởi vì chúng ta ai cũng sẽ trải qua những cái cột mốc giống y hệt nhau luôn. Một số người bỏ vào một vài cột mốc, một số nhảy giọt, nhưng tất cả đều giống nhau. Mình đọc, tại vì mình trải ra rồi. Mình biết những cái chuyện cái bạn là mình trải từ hồi đời nào rồi. Và mình thấy tại sao mình có thể xem được. Là tại vì mình đã tìm được ánh sáng và mình muốn chia sẻ cái ánh sáng đó cho các bạn. Thật ra kinh nghiệm sống mình nhiều, mình đọc sách nhiều, do đó mình có thể đồng cảm với nỗi đau của các bạn. Và cũng do mình số 9 nữa. Số 9 là con số đường đời á. Mình có lòng trắc ẩn với cuộc sống này. Chỉ số tâm hồn á, là 11, là số 2. Là biết hiểu người, biết đặt mình cho vị trí người khác. Do đó nó khiến cho mình có thể xem được cái việc này. Không có gì khó với mình hết á. Một trải bài mình xem rất là dễ dàng các bạn. Đâu sẵn trong đầu mình nó tuôn ra thôi. Và lý do mình chia sẻ qua cảm xúc á, do đó các bạn cảm thấy là gần gũi với các bạn hơn. Nhiều khi á, mình ở Mỹ lâu á, ngôn từ, từ ngữ mình cũng trật lất à. Nhiều người nói mình phát âm không chuẩn này kia. Mình cố gắng là một các bạn. Hồi xưa nói còn ghê hơn nữa. Nhưng giờ ngôn từ nhiều hơn rồi, có thể diễn đạt cho các bạn hiểu là mình mừng lắm rồi. Và ở đây mình cũng cảnh báo với các bạn rằng, ở bên Việt Nam, mấy bạn xem Tarot, họ xem tầm bậy dữ lắm luôn. Họ nói giống như là rồi đó. Không có đúng gì hết, không đúng về khoa học, không đúng về tâm lý, không đúng về lá bài, không đúng về triết học luôn. Bởi vì họ chỉ kiếm tiền. Nên thành ra các bạn trước khi xem Tarot, bạn phải xem xuất thân cái người xem Tarot là ai và họ đã trải qua những gì. Xuất thân họ từ đâu? Bản thân họ có chịu trau dồi của mình không? Bởi vì các bạn phải biết được ra giữa cái thiện và cái ác nó xen lẫn với lẫn nhau lắm. Giữa phần cao quý và thấp kém cũng giống nhau lắm. Do đó đừng có để cho người ta dắt mũi mình. Tại vì cái này á, nó làm cho bạn đi sai đường. Một lời khuyên không đúng, một cái gì không đúng và nó ghê gớm lắm. Bản thân của mình không có khuyên ai hết. Mình chia sẻ cái hướng đó. Có bao giờ mình bắt các bạn phải làm cái này làm cái kia không? Mình đưa ra con đường, bây giờ muốn khổ thì vậy, muốn sướng thì vậy, lựa đi. Tất cả đều do bạn lựa hết. Mọi thứ đưa đến các bạn đều dựa trên cơ sở khoa học, keyword, từ khóa của lá bài. Không bao giờ mình nói bậy hết. Các bạn có thể lên đón lại xem nè, đúng hay không đúng. Mình cho các bạn thoải mái xem luôn. Đúng keyword, đúng cấu trúc bài, đúng tất cả mọi thứ hết. Mình không có dựng chuyện, mình cũng không có suy nghĩ. Tất cả dựa trên lá bài mình nói thôi. Có bạn vào comment cho mình nói là mỗi người xem một khác nhau, năng lượng khác nhau. Đúng, năng lượng khác nhau là đúng. Nhưng mà các bạn biết cái gì không? Tất cả những cái phương pháp xem thì các bạn phải nên tôn trọng cái nguyên tắc cơ bản của bài Tarot. Không nên nhầm lẫn và làm mất đi bản sắc của từng lá bài. Tức là từ trắng sang đen mà từ đen sang trắng. Cái xấu nó thành cái tốt và cái tốt thành cái xấu. Nó không đúng. Mỗi lá bài người ta có một nghĩa. Thôi vậy xem Tarot làm chi? Khỏi xem, đứng nói khôi được rồi. Mình nói thật các bạn, tất cả những kênh lớn bên Việt Nam chỉ có một hai kênh là đúng thôi. Còn ra là trật hết. Nên suy nghĩ cẩn thận trước khi xem một cái trải bài này của ai. Mình không cần các bạn xem trải bài của mình đâu. Tại mình có bán buôn hay kiếm tiền từ cái việc mà xem bài cho các bạn đâu. Các bạn xem thì mình vui, không xem mình cũng không sao hết á. Bản thân mình, một người xem mình cũng vui nữa.
Tại vì mình làm vì đam mê, mình có năng lượng, mình muốn làm cái này, muốn chia sẻ cho các bạn. Chứ làm cái này á, tốn thời gian dữ lắm. Đi làm về rồi xong rồi xem trải bài cho các bạn. Các bạn cũng thấy á, mình đâu có phải là làm đùa đâu. Mình tôn trọng lắm, mình thờ cúng đàng hoàng. Trước khi trải bài, mình có sự thanh tẩy. Các bạn thấy những cái tầng của mình, có tầng trời nè, tầng Phật nè, đá gì. Những cái này mình mua từ những các nước khác nhau trên toàn thế giới mình đem về. Không có cái nào mà không ý nghĩa các bạn. Tất cả đều có ý nghĩa hết. Hôm nay mình chia sẻ các bạn về cái này thôi ha. Mình xin cảm ơn các bạn đã nghe cái này. Một cái trải bài tâm lý, một cái giải bài cái nỗi lòng của mình đến các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.